Giáo lý của Đức Phật như làn gió mát lành, hướng chúng ta đến sự giải thoát khỏi khổ đau. Sự giải thoát này có thể đạt được thông qua Bát Chánh Đạo, một giáo lý cốt lõi trong Phật giáo. Con đường này không phải là một tập hợp các quy tắc để tuân theo một cách mù quáng. Thay vào đó, nó là một bản đồ dẫn đường để nuôi dưỡng trí tuệ, lòng tốt và sự bình yên trong chính chúng ta và thế giới. Bằng cách hiểu và thực hành 8 yếu tố kết nối với nhau này, chúng ta bắt đầu một hành trình chuyển hóa hướng tới giác ngộ. Bát Chánh Đạo không phải là một tiến trình tuyến tính. Bạn không tốt nghiệp từ bước này sang bước khác. Thay vào đó, mỗi yếu tố hỗ trợ và nuôi dưỡng những yếu tố khác, dệt nên một tấm thảm của cuộc sống lành mạnh. Giống như một bông hoa sen mọc lên từ vùng nước bùn lầy, Bát Chánh Đạo giúp chúng ta phát triển hết tiềm năng của mình, ngay cả giữa những thử thách của cuộc sống. Đó là con đường giải thoát khỏi khổ đau và nhận ra hạnh phúc đích thực. Giáo lý của Đức Phật mang đến nơi nương tựa khỏi những giông bão của cuộc đời, hướng dẫn chúng ta đến bến bờ của sự bình yên và giác ngộ nội tâm. Thông qua Bát Chánh Đạo, chúng ta có thể chuyển hóa khổ đau và tìm thấy niềm vui lâu dài. Chánh kiến và chánh tư duy, nền tảng của sự chuyển hóa. Chánh kiến tạo thành nền tảng của Bát Chánh Đạo, đó là nhìn thế giới qua lăng kính giáo lý của Đức Phật, hiểu được bản chất vô thường và sự kết nối của vạn vật. Khi nhìn thế giới bằng chánh kiến, chúng ta phát triển lòng từ bi và trí tuệ. Chúng ta bắt đầu hiểu rằng hành động của mình đều có hậu quả. Chúng ta thấy rằng bám víu vào ham muốn và ác cảm sẽ dẫn đến khổ đau. Chánh kiến là sự nhận thức sâu sắc về tứ diệu đế, sự thật về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Chánh tư duy phát sinh một cách tự nhiên từ chánh kiến. Với sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của thực tại, suy nghĩ của chúng ta trở nên thuần khiết và lành mạnh hơn. Chúng ta nuôi dưỡng những suy nghĩ về lòng yêu thương, lòng trắc ẩn và sự rộng lượng. Chúng ta buông bỏ những suy nghĩ bất thiện như tham lam, sân hận và si mê. Chánh tư duy không phải là kìm nén hay phủ nhận suy nghĩ của chúng ta. Đó là việc nhẹ nhàng hướng tâm trí của chúng ta đến những suy nghĩ lành mạnh và khéo léo. Cũng giống như một người làm vườn chăm sóc khu vườn của họ, chúng ta gieo trồng những hạt giống tích cực trong khu vườn tâm trí của mình. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, sống trọn vẹn với đạo đức. Chánh ngữ là nói những lời chân thật, tử tế và có lợi. Lời nói của chúng ta có sức mạnh chữa lành hoặc gây hại. Khi thực hành chánh ngữ, chúng ta nói năng với sự tỉnh thức và lòng trắc ẩn. Chúng ta kiềm chế việc buôn chuyện, nói dối hoặc sử dụng ngôn ngữ khắc nghiệt. Lời nói của chúng ta trở thành phương tiện của hòa bình và sự hiểu biết. Chánh nghiệp liên quan đến việc hành động một cách đạo đức và khéo léo trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hành động với sự chính trực, trung thực và lòng trắc ẩn. Chúng ta tránh những hành động gây hại cho bản thân hoặc người khác. Điều này bao gồm kiềm chế việc trộm cắp, giết chóc và tham gia vào hành vi sai trái về tình dục. Chánh mạng khuyến khích chúng ta tham gia vào những công việc lương thiện và không gây hại cho bản thân hoặc người khác. Đó là việc kết hợp hành động của chúng ta với các giá trị của chúng ta. Chúng ta chọn những ngành nghề đóng góp cho phúc lợi của xã hội. Chúng ta tránh những công việc lợi dụng người khác hoặc gây đau khổ. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nuôi dưỡng bình an nội tâm. Chánh tinh tấn là trau dồi những phẩm chất lành mạnh và từ bỏ những điều bất thiện. Nó đòi hỏi sự siêng năng và kiên trì trong thực hành của chúng ta. Chúng ta nỗ lực trau dồi những phẩm chất tích cực như bố thí, nhẫn nhịn và lòng tốt, đồng thời cố gắng buông bỏ những phẩm chất tiêu cực như tham lam, hận thù và si mê. Chánh niệm là hoàn toàn hiện diện trong từng khoảnh khắc. Chúng ta chú ý đến suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác của mình mà không phán xét. Chúng ta nhận thức được hơi thở, cơ thể và môi trường xung quanh. Thông qua chánh niệm, chúng ta phát triển cảm giác minh mẫn và bình an. Chánh định là thực hành tập trung tâm trí. Chúng ta rèn luyện tâm trí trở nên vững vàng và tập trung, giống như một tia laser. Thông qua thiền định, chúng ta trau dồi trạng thái tập trung sâu sắc, dẫn đến sự thấu hiểu và trí tuệ. Bát Chánh Đạo không phải là điểm đến, mà là hành trình tự khám phá và giác ngộ bản thân.
Đó là một quá trình thực hành suốt đời đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và lòng trắc ẩn. Bằng cách thực hành bát chánh đạo, chúng ta dần dần thanh lọc tâm trí, phát triển trí tuệ và trau dồi sự bình an nội tâm. Lợi ích của việc thực hành bát chánh đạo là vô lượng. Chúng ta trải nghiệm hạnh phúc, bình an và tự do lớn hơn khỏi khổ đau. Các mối quan hệ của chúng ta được cải thiện và chúng ta phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Bát chánh đạo là một món quà, một ngọn hải đăng soi sáng con đường dẫn đến giải thoát. Mong rằng tất cả chúng ta đều có cơ hội khám phá và trải nghiệm sức mạnh chuyển hóa của giáo lý Đức Phật. Mong tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc và tự do.